chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Ngày hôm nay vào một khung giờ quen thuộc, chúng ta đã được gặp MC Thanh Trần và thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A. Bữa nay chị vui lắm. Tại sao vậy chị? Tại hồi nãy chị có lướt ngang phòng hậu trường và chị đã nhìn trộm trộm khách mời của mình ngày hôm nay. Như chị thế là thấy có một sự đồng cảm và vui sướng. Để em xem cái niềm vui của chị là gì nhé. Dạ vâng, xin mời khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đẹp không? Em hiểu rồi, chị đã tìm ra được một người không còn khiến chị phải tủi thân nữa đúng không? Nhưng cái quan trọng là bạn ấy đẹp. Vẫn là hơn chị. Dạ. Nhưng mà giờ chị hãy giới thiệu về bản thân nha. Xin chào Thanh Trần, chào chị Tô Nha. Em tên là Nguyễn Thị Phượng Hằng, em 27 tuổi, quê ở Tiền Giang và em có một bé gái năm nay 27 tháng. Trong cái quá trình mà chị mang thai, trước mang thai và sau mang thai thì thân hình của chị là vẫn như thế này hả chị? Trước khi mang thai thì mình 97kg. Vậy tính ra là sinh con xong mình đẹp hơn đó. À, dạ đúng rồi. Trong thời gian mang thai á thì mình lên 113kg. Lúc đó có em có hoảng sợ không Hằng? Chị hỏi thiệt á, với tư cách người đồng cảm và đồng cảnh. Dạ không, tại vì em có bầu, em nghĩ là thiên chức làm mẹ cho nên lên bao nhiêu ký kệ nó. À, em không quan tâm. Hiện tại thì mình 85kg. Trời ơi, chúc mừng chị. Dạ. Mình hãy nhớ lại về quá trình khi mà mình biết tin mang thai nó xảy ra trong hoàn cảnh như thế nào ạ? Em thì rất là yêu con nít, cho nên em chọn nghề là giáo viên mầm non. Wow. Cơ địa mình là mập từ nhỏ á, cho nên kinh nguyệt không có đều, với lại hay bị trắng nữa. Bác sĩ khám mới nói là em rất là khó mang thai. Khi lập gia đình thì em cũng lén chồng và gia đình chồng đi chạy chữa, hốt thuốc nam, thuốc bắc uống. Chồng cũng lớn tuổi cho nên là mọi người đều khuyến khích là mình về mình sanh con liền. Cho nên mình không có dám nói là mình kinh nguyệt không có đều. Em cứ thả đậy nó, em nói trời xong chắc mình chưa có bầu liền đâu. Tại mình mập lâu năm mình khó có bầu mà. Nên một ngày ngủ dậy tự nhiên thấy bực bội trong người. Sao nói mình nó bần thần mệt mỏi quá vậy ta. Đi mua cái que thử thai về thử. Dạ. Thử xong nó lên hai vạch, một vạch đậm, một vạch mờ, thiệt là mờ. Quăng luôn que thử thai. Không tin. Không tin, que hư rồi. Xong cái ngồi suy nghĩ, ủa có khi nào mình có bầu không ta? Trút cái thùng rác kiếm lại cái que thử thai hồi nãy. Trời ơi, sao không đi mua cái que mới? Tại vì mình sẵn ở nhà mình trút lại xem là nó có đậm lên không. Nhưng mà kiếm không được, mất tiêu rồi. Đó, các bạn ơi, nhớ thông điệp từ câu chuyện này đó là chúng ta hãy từ tốn giải quyết mọi chuyện, đừng quá gấp gáp các bạn nha. Không, sau đó lại đi lục thùng rác rất mệt. Thật sự luôn mà lục thùng rác còn không thấy lại nữa nha. Rồi sao? Rồi đi mua que mới. Sau đó buổi chiều á, mình đi khám bác sĩ. Bác sĩ khám xong rồi, chúc mừng em đã mang thai. Tâm hồn bay bổng trên mây. Nhưng thai ngoài tử cung. Khi bác sĩ nói câu đó tự nhiên em từ 9 tầng mây em rớt xuống đất luôn chị. Khóc không? Dạ khóc, khóc ngay tại đó luôn. Bác sĩ nói bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Bây giờ em về thương lượng với chồng, với cha, với mẹ là để mình giải quyết cái vấn đề này. Mình giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không là nguy hiểm đến tính mạng. Mới chạy xe vào tới cổng mà khóc. Anh ơi, giờ em bị thai ngoài tử cung rồi. Cha mẹ chồng lật đật chạy ra, con nói gì vậy? Ai cũng áp lại hỏi han hết trơn á. Rồi lập tức điện thoại về nhà mẹ ruột. Mẹ ruột cách nhà chồng 40 cây số. Ngày hôm sau chồng em đưa em về nhà. Đưa em về nhà thì em mới nói là thôi nhà em ở gần bệnh viện tỉnh, để em ở nhà đi rồi có gì em với mẹ đi vô bệnh viện cho gần. Một tuần lễ hai mẹ con khóc không. Mẹ em xuống 5kg luôn á. Trời ơi, rồi sao? Buồn quá. Nói với mẹ là thôi mẹ ơi, hai mẹ con mình đi khám đi, rồi có gì mình giải quyết luôn. Cái bác sĩ khám nói, à con cầu con khẩn ha. Con cầu con khẩn mà ngoài tử cung. Ngoài đâu ngoài? Trong chứ ngoài đâu. Trời sao nhiều biến động vậy? Gì vậy trời? Nước mắt em tự nhiên nó rớt ra luôn chị. Phiên bản dạ, trong cũng rồi. Khóc mà giờ phiên bản ngoài cũng dạ, khóc. Mẹ em cứ bụm luôn ra vậy nè, khóc quá trời luôn. Mẹ nói bây giờ tôi về tôi ăn chay 2 tháng. Quả thiệt về là làm sao ăn chay 2 tháng luôn. Bước ra ngoài khỏi phòng khám là anh ơi giờ thai nằm trong không có nằm ngoài. Đó thấy chưa, cái kia thì về tới nhà thông báo rồi này ra khỏi. Dạ. Chồng nói, ừ vậy hả? Vậy thôi nha. Ủa gì không có drama vậy trơn vậy em? Dạ hả? Dạ vậy? Em cũng không hiểu lúc đó là chồng em mất công việc gì mà tự nhiên á. Ủa? Có nghĩa là tại lúc đó là em đã cảm thấy khó hiểu rồi hả? Dạ đúng rồi. Cái em điện thoại liên tục luôn, cái tắt nguồn thoại luôn. Vậy là tại sao ta gió gì vậy? Qua ngày hôm sau thì anh nói điện là anh nói điện thoại anh hết pin rồi em.
Với lại hôm nay anh sẽ thuốc mệt quá cho nên là anh không có thời gian anh nghe điện thoại của em. Tại vì nhà anh trồng sầu riêng mà chăm sóc sầu riêng thì rất là cực, cho nên là mình cũng không trách anh được. Sau đó thế nào? Sau khi khám thì bác sĩ cũng thông báo là thai nó bị yếu, bóc tách túi thai 20%. Ủa tím mà. Thằng ơi, ví dụ như em có thể kể một lèo là em có bốn cái gạch đầu dòng không ổn khi em mang thai được không? Em ghế này mà tuột té xuống đau lắm á. Bác sĩ cho thuốc 10 ngày, hẹn 10 ngày sau lại tái khám. Bây giờ thai vô tử cung rồi, thì bây giờ ở đâu? Ở nhà mẹ đẻ. Chỗ làm và chỗ nhà mẹ thì nó gần, cách nhau có 3 cây số à. Dạ. Ở đấy đến 4 tháng. Tại trong 4 tháng đó là cứ 10 ngày em phải đi khám thai, 10 ngày em phải đi khám thai. Nên như vậy. Cái chuyện mà đi 40 cây số đi đi về về thăm vợ thì có diễn ra thường xuyên không? Dạ khoảng 1 tuần một lần, còn lâu thì 2 tuần một lần. Nhưng mà điện thoại thì ngày nào cũng điện thoại hỏi thăm, một ngày điện khoảng 10 cuộc ạ. Cái quá trình lúc mà mình mang thai có những biểu hiện hay là mệt mỏi hay là ói mửa hay sao không nhỉ? Dạ từ khi bác sĩ thông báo là có thai rồi thì đi đâu nghe thịt heo là chỉ bụng miệng ói thôi. À bị ngén mùi dạ, thịt đúng heo. Rồi, ngén mùi thịt heo. Giống như ngén quán cơm sườn đúng không? Đúng rồi. Mà quán cơm sườn mọc ói khắp nơi, từ trường tới nhà là ói suốt. Trời ơi. Chăm sóc trong thai kỳ là tất cả là mẹ cùng chị chăm sóc? Tất cả cùng mẹ là mẹ hết. Không ăn được cái thứ gì mà mua ở ngoài chợ hết trơn á. Cha đi bắt cá, bắt tép gì ăn thôi, không có ăn đồ mua ngoài chợ. Từ khi cấn bầu cho đến là 5 tháng là em không có lên ký nào hết. Mình có bị những cái cảnh báo về về thai kỳ như ví dụ như là tiểu đường thai kỳ hoặc là gì từ phía bác sĩ dạ, không có. Em? Dạ có. Đi khám từ tháng thứ 3 là bác sĩ đã dặn là về ăn lạc lại. Ít ăn đồ ngọt, uống nước nhiều và vận động nhiều. Chứ chị ăn như thế nào? Chị ăn mặn. Gu mặn. Dạ đúng rồi. Đến tháng thứ 7 của thai kỳ khoảng từ chừng 28-29 đó chị. Dạ. Bắt đầu em mệt mỏi nè, tay chân thì sưng phù lên. To đến mức mà da nó nứt ra chảy máu, tươm máu luôn. Tươm máu luôn. Trời ơi. Rồi lúc đó em di chuyển đồ làm sao? Lúc đó này em rất là mệt mỏi, em đi không có nổi. Lúc đó đi làm là tự đi hay có người chở? Dạ tự đi không, hoàn toàn đó giờ là tự đi không, không ai chở hết. Dạ. Tại vì em bự quá mà chở nổi em. Em bự quá mà chở nổi em. Em cũng điên tâm để ai chở hết á. Chườm đá hoặc là chườm nóng gì đó, chị có làm không cho cảm thấy nó đỡ hơn không? Mọi người nói là bị xỉa đó, kêu mình nằm gác chân lên cái gối ôm á, nhưng mà mình không thấy cải thiện cho nên là đi khám bác sĩ thì bác sĩ khuyên là bây giờ em lên tuyến trên đi. Có đi không? Dạ có chứ. Bác sĩ thông báo xong là sáng hôm sau hai mẹ con 3:30 sáng là bắt đầu cái hành trình này. Đi đâu thấy bà ngoại hết trơn vậy? Chỉ có bà ngoại thôi mà, mẹ là nhất mà. Trời ơi thương bà ngoại quá à. Dạ. Nhưng mà xét nghiệm tiểu đường thì hôm đó là làm không có kịp cho nên là phải để qua sáng hôm sau. Dạ. Sáng hôm sau 11 giờ trưa nhận kết quả là tiểu đường thai kỳ. Nặng, không thể nào mà trị bằng cách kiêng ăn được, kêu đi qua bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Khóc, lại tiếp tục khóc. Hai mẹ con về với tâm trạng nặng nề, hai đứa không ai ăn được cái gì hết luôn. Mà em bé thì chắc đói hay gì đập tứ tung trong bụng á. Dạ. Thương quá. Ăn một miếng cái tự nhiên tối đó đau bụng, đưa vô bệnh viện tuyến tỉnh á, bác sĩ mới khám á, xét nghiệm lại hoàn toàn mọi cái xét nghiệm, rồi bác sĩ nói trường hợp em nặng quá phải lên tuyến trên. Lên tuyến trên nằm ở trong phòng cấp cứu với mấy người mà bị xe đụng các kiểu đó. Dạ đúng rồi. Các kiểu. Trời ơi chịu không có nổi luôn, mà ba mẹ mình đi ra ngoài mình rất là sợ, rất là hoang mang, không có chồng nữa. Tuổi thân. Không có chồng là tại vì chồng theo không kịp hay là anh không có theo? Không có chồng là vì biến cố gia đình, hai vợ chồng đã ly thân với nhau. Sau khi 4 tháng cái thai nó khỏe rồi á, thăm lại gia đình chồng thì về nhà mới bước vô cái ở hàng xóm ta nói là chồng em đi chơi, đi cờ bạc, thua khoảng 100 triệu, đã quen người phụ nữ khác lớn tuổi nhưng giàu có. Hàng xóm nói. Dạ em cũng đã xác minh lại chồng nói là có. Rồi hai vợ chồng cự cãi, rồi ảnh quánh đánh em. Rồi em quyết định là dừng. Đứa con này mình đã hết lòng mình gìn giữ cho ảnh, nhưng mà ảnh nở lòng. Ảnh không để tâm vì cái chuyện ở ngoài của ảnh mà ảnh tổn thương tới mình. Em với chồng em quen nhau trước khi cưới bao lâu hằng? Dạ không, em chồng em không có quen nhau là làm mai rồi. Ảnh xin cưới em, ba mẹ em thấy em bự con sợ em ế chồng cho nên hối em cưới.
Con rất là thương bà ngoại ông ngoại, nhưng mà cái vụ này không có được rồi. Dạ không, tại vì cha mẹ thì cũng góp ý thôi. Đúng rồi. Phần lớn là do bản thân mình. Em cũng cảm thấy đến tuổi là em phải lập gia đình, phải cái gì đó ổn định rồi, nên em cũng chấp nhận. Như vậy thì thực ra tâm trạng của em có tốt không? Từ cái đoạn 4 tháng cho đến cái tuần thứ 29-30 dạ, đó. Dạ không hề tốt một chút nào. Đó thấy chưa, đâu có tự nhiên do cái chuyện phù người ra không đâu. Dạ. Cái tâm nó cũng đã phù ra rồi. Dạ. 2 ngày thì... 2 ngày ở cấp cứu hay 2 ngày là được lên trên kia? 2 ngày là nằm ở phòng bệnh của mấy người đã bị cưa chi rồi đó chị. Nằm chung với những người đó đó. Sợ lắm đúng không? Dạ đúng em. Rồi, sợ lắm. Mỗi lần bác sĩ thay băng cho mấy người đó là mình sợ lắm. Tự nhiên sáng đó em bị vỡ đứt ói non. Bệnh viện hỗ trợ chuyển qua bên bệnh viện phụ sản để dưỡng thai. Vô bác sĩ chích được 2 mũi thuốc nở phổi cho em bé, lúc đó là 29 tuần mấy, gần 30 tuần rồi. Ừ. Hai mẹ con ở nửa tháng ở đây để dưỡng thai. Chỉ có hai mẹ con thôi. Dạ đúng rồi. Bà ngoại không dám ăn cơm luôn á chị, chỉ ăn bánh mì không với là ăn mì gói thôi để tiền để dành để trả tiền viện phí á. Trời ơi thương quá. Trời ơi bà ngoại ơi. Vậy thì cái ngày mà mình đi sinh nó xảy ra những chuyện gì? Mình đi sinh thì sáng hôm đó bác sĩ lấy máu đã nằm sẵn trong bệnh viện. Dạ, rồi đúng không? Rồi, đúng rồi. Ừ. Máu vừa rút ra khỏi ống tim thì nó đặt lại liền. Cái trưa hôm đó có kết quả, cái bác sĩ kêu hai mẹ con qua nói là bây giờ là men gan cao nè, có dấu hiệu suy thận rồi, bây giờ không dưỡng thai được nữa, hơn 30 tuần bắt buộc phải sinh em bé ra. Nó chỉ có 1,8 kg thôi, cơ hội sống của nó chỉ mới 50% mà. Bà ngoại té xỉu luôn. Ủa ngoại xỉu luôn hả? Ngoại té xỉu luôn. Còn mình thì giống như cái hồn mình bay đi mất tiêu rồi. Mình chỉ ngồi đó với cái xác thôi. Cái bác sĩ nói bây giờ mình nếu mà trong cái quá trình sanh á có biến cố gì thì mình ưu tiên mình giữ mẹ trước nha. Cái hồn lại bay đi thêm lần nữa. Đó rất là buồn. Quay về phòng mình suy nghĩ, mở cửa sổ ra, kéo cửa rèm ra. Trời đừng lao xuống nha trời. Dạ đó, đó chính là cái ý tưởng đó đó. Em nói là bây giờ mình làm gánh nặng của cha mẹ, mình sanh con ra mình không, con mình không sống rồi sao? Rồi bây giờ mình nhìn khắp nơi ai cũng có chồng hết, mình không có chồng, thôi mình chết luôn, con mình chết thì mình chết luôn nha. Nó đang đứng ở lầu mấy vậy? Dạ lầu 3. Thật sự cái cửa sổ là một cái tấm kiến bự vậy nè, kéo qua cái là nhảy xuống cái một luôn á. Mà lầu 3 thì xuống là coi chừng nó lại ra chuyện khác. Rồi đang sao? Đang mang suy nghĩ thì ông bảo vệ chỉ lên, ê đóng cửa lại. Đúng rồi, chú bảo vệ xuất sắc. Rồi thôi bỏ ý định đó luôn. Em bé đạp đạp ở trong bụng á, nói thôi mình lỡ mang nó tới đây rồi, có cái gì thì cũng là duyên số của nó với mình, thôi mình ráng sanh nó ra biết đâu nó sống được. Đúng. Rồi sao đó? Vậy truyền thuốc dục sanh 24 giờ sau thì đau bụng, bác sĩ bắt buộc sinh thường. Đúng rồi. Mỡ á rất là dày. Nếu mà nếu mà sanh mổ thì bà sẽ bị nhiễm trùng á. Mỡ rất là dày. Bác sĩ nói vậy á, nếu mà sanh mổ thì vết mổ nó không có lành được, nó dễ bị nhiễm trùng. Chưa tắm rửa, chưa ăn cơm gì hết. Cái đau nhức đau bụng, cái nó bác sĩ đi qua kêu khám trong. Khám trong thì nở 2 phân, đưa xuống phòng sanh liền. Nói thôi giờ cho em đi tắm đi, em gội đầu đi xong rồi em đi sanh. Cái gì vậy chứ? Tại vì hôm đó ở dơ, chưa có làm vệ sinh gì hết mà bắt đi sanh rồi. Bác sĩ có cho không? Dạ không. Đúng rồi. Em vô nhà tắm rồi, nó nở ra rồi, em bé lọt ra ai chịu? Đúng rồi. Quăng lên cái băng ca đẩy đi luôn. Sau đó bác sĩ khám trong thì bác sĩ nói là nở được 9 phân rồi, bây giờ cho nó sanh đi. Đây là một bác sĩ nam nó nhồi bụng mình. Còn ở dưới là một bác sĩ nữ là hỗ trợ hút ra. Em rặn 2 hơi là nó tuột ra, là em nhẹ cả người luôn mà. Em nghe khóc cái é rồi xong á. Em nhìn nó tím ngắt luôn á chị. Quăng nó lên cái cân á. Bé gái 2,5 kg. Wow. Ồ nãy em có tưởng là ký mấy ký ta. 2,5 kg được. Dạ, rồi 2,5 kg. Em chưa kịp nhìn mặt nó nữa, chỉ nói là em bé 2,5 kg sanh lúc 3:45 rồi xong. Rồi là cho dưỡng nhi. Dạ. Mà sao người ta làm vệ sinh, người ta mai lại, người ta xuống phòng mà em nằm hoài. Sinh viên thực tập nó lại nó so bụng cho em vậy nè. Hỏi lần nó ngừng thì cái bà trưởng điều dưỡng á. Dạ, bà rầy. Em nói, ủa sao kỹ ta, sao mình được chăm sóc đặc biệt kỹ ta. Cái tự nhiên hồi la lên, sản phụ băng huyết rồi, 1,200 ml. Trời ơi, nữa. Móc ra rất là đau, đau lắm. Bác sĩ nói ráng nha, chú không làm chết đó. Làm xong rồi, ổn rồi, vẫn nằm đó để theo dõi tiếp, không có cho xuống phòng. Rồi một lát nữa quay lại, băng huyết tiếp lần 2, 800 ml. Mẹ em được gọi tên vô thăm em. Mẹ vô, mẹ nhìn em, mẹ cười, mẹ nói xong rồi con em bé dễ thương lắm. Xong rồi mẹ đi ra. Em biết đâu cho mẹ vô làm gì, làm như thấy em tội nghiệp cho mẹ em vô thăm em. Nhưng mà phải,
kêu mẹ em vô ký giấy để cắt bỏ tử cung. Thì đây sẽ là đứa con đầu tiên mà cũng là cuối cùng. Mẹ ký giấy xong thì bác sĩ đưa lên phòng mổ. Thì bác sĩ nói là hồi chiều là sanh xong có được uống một ly nước rồi, cho nên là không thể gây mê được, phải gây tiền mê là em sẽ mơ mơ màng màng, nhưng mà em mới nằm im cho bác sĩ làm việc nha. Đó, thì em nằm im mơ mơ một ngày, em nhìn lên trần nhà nè, đèn cháy 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 vậy đó, em nghe tiếng lạch cạch lạch cạch lạch cạch, xong cái hồi la lên xong rồi khỏi cắt, vậy là em không có bị mất tử cung. Má vậy hoài, má cứ kể vậy hoài, xong cái tan tưởng là bị cắt rồi, xong rồi cuối cùng cái bên đã chưa cắt. Em nghe mà em cảm thấy nếu như là một người bình thường làm sao có thể mà chịu đựng dai dẳng tới vậy được. Chúng ta có một cái phần tiềm năng ẩn ở đâu đó, và cái đó nó sẽ được khai mở khi chúng ta gặp những cái biến cố mà vốn dĩ bình thường mình nghĩ là mình không đối diện được. Rồi mọi chuyện cũng qua đúng không? Dạ đúng rồi. Bé nằm dưỡng nhi á chị thì được 7 ngày là trước khi về là cho đi khám sức khỏe. Bác sĩ thông báo là bé bị hở van tim hai lá, rồi dặn là về không có được chọc cho nó giận. Như vậy thì có nghĩa là với một đứa con nít bình thường, nó khát sữa, nó khóc thì có thể cho nó khóc lâu một tí, nhưng mà với cái bạn này á, là phải ngắm bạn, phải liền ngay lập tức, mọi cơn xúc động đều không được, không được over, không được quá. Đem bé về thì bé không có biết bú, cho nên là phải nhỏ từng giọt vô miệng. Ai là người ngồi nhỏ? Bà ngoại nhỏ. Thấy chưa, tôi nói rồi mà, ông trời đẻ ra cho bà này một người tên là bà ngoại. Có một người mẹ nữa của em bé mang tên là bà ngoại. Bà ngoại gầy rạc người luôn. Bà ngoại đi mua cái bình sữa mà loại mắc tiền á chị, để giống ti mẹ cho bé nó bú thì bé nó biết bú. Bé bú có 20ml, có khi bú 10ml nè. Một ngày nó bú mười mấy lần. Trong tháng thì bé nó cũng ngó ngủ nhiều, nhưng mà bắt đầu ra tháng á thì ngủ ngày cày đêm, ngủ ngày cày đêm. Bắt đầu từ 12 giờ cho đến sáng là hầu như không có ngủ. Ngày đêm thì ai thức? Mẹ thức. Bà ngoại thì chăm ban ngày, ban đêm để cho bà ngoại ngủ. Đúng rồi, đúng rồi. Sau 4 tháng á thì tự nhiên bé nó ngoan lại. Bây giờ ngủ luôn không dậy bú. Nhiều khi phải kêu nó dậy. Rồi kêu nó kêu có dậy dữ không? Lắm nó mới ọ ẹ ọ ẹ rồi nhét cái bình vô cho nó bú. Nhưng mà cái tiến triển tăng cân đồ của con và sức khỏe của con nó có bình thường không? Dạ, mỗi bình tháng thường là nó bình thường. Dạ, đúng bình không? Thường. Lúc bé 8 tháng á thì mình thường cột vải nhiều màu cho bé nó nhìn á. Thì tự nhiên sao nhìn hai con mắt hai hướng khác nhau. Ban đầu em đăng ký khám lé cho bé thì bác sĩ nói không phải lé đâu, tại lỗ mũi nó xẹp quá, nhìn hai khoảng cách hai mắt nó xa nó không có bị lé. Em nghe vậy em mừng rồi. Nhưng mà bé nó bị loạn thị mắt mỗi bên 2.5 độ. Chọn bác sĩ nào thấy cưng vậy? Không bác sĩ nào mà thông báo thông tin nhỏ giọt vậy? Còn bệnh tim của bé thì bây giờ đã ổn rồi chị, ở mức độ nhẹ hơn rồi. Bạn ăn ngoan, bạn ngủ ngoan, bạn cũng lanh lợi lắm. Nhưng mà đều có điều, nó ăn giỏi lắm chị, nhưng mà... Sau một câu của bà là sẽ có chữ có điều, là tôi biết có điềm rồi đó. Cái hệ tiêu hóa nó không có tốt, cho nên là nó cũng chậm tăng cân đó. Nhưng mà con khỏe, các cái chỉ số sức khỏe của con ổn, đúng không? Đi qua chặng một cái hành trình dài như vậy, em có thấy tự nể chính mình không? Dạ có, mình có niềm tin vào bản thân mình. Tại sao lúc trước mình chưa có gia đình, mình không thể giảm cân được? Mà mình... Ủa sao vậy? Sao nhảy qua chuyện giảm cân? Dạ em cũng không hiểu luôn nữa. Tại vì mình sợ bệnh, mình sợ chết. Đúng. Không ai nuôi con mình. Mình đảm cân để mình có sức khỏe, mình nuôi con mình. Tập là ăn kiêng đường, ăn kiêng muối, ăn kiêng tinh bột thì nó cũng giảm được khoảng 4kg trong vòng 1 năm á. Liệu cái chuyện mà chị to con hơn những người bình thường á khiến cho, có phải là đó là cái lý do khiến cho cái quá trình mang thai của chị nó quá nhiều bệnh và gây ảnh hưởng tới con không chị? Chính xác là tại vì vấn đề đó đó. Tại vì mỡ quá nhiều, mỡ mình lâu năm đó. Đúng rồi. Cho nên là ảnh hưởng tới cái sức khỏe em bé rất nhiều. Khi mà mang thai thì bác sĩ cũng cảnh báo rồi và khuyến khích mình hạn chế, mình kiêng cữ. Nhưng mà cuối cùng cũng đâu có thoát khỏi đâu. Cơ thể của mình nó thừa cân quá nhiều, không thích hợp để mang thai. Vậy thì ngày hôm nay chị muốn nhắn gửi đến ai nè? Con xin nhắn với mẹ là con rất là yêu mẹ. Con cảm ơn mẹ đã sinh con ra và nuôi con khôn lớn. Cảm ơn mẹ đã dìu con qua những sóng gió. Con yêu mẹ rất nhiều. Trời ơi, lời nhắn gửi vô cùng là dễ thương của chị. Dạ. Chị chúc em tiếp tục mạnh mẽ như vậy nữa, không có cái biến cố nào xảy ra với em nữa, đủ rồi. Chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và trong trường hợp chúng ta lỡ giờ phát sóng của chương trình thì quý vị đừng quên truy cập vào kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Lớp TV để chúng ta xem lại chương trình quý vị nhé.
À, còn những mẹ bỉm sữa nào chúng ta muốn được đăng ký tham gia chương trình thì đừng quên truy cập vào fanpage là Gia Đình TV mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.